Ngày hôm nay thì anh Trương Anh Tuấn sẽ chia sẻ cho chúng ta chủ đề còn quan trọng hơn cả và cái chủ đề này nó thường gặp hiện nay, đấy chính là tai biến, những cái dấu hiệu để nhận biết về cái bệnh tai biến đột quỵ và cách phòng và chữa bệnh. Vậy thì ngày nay trước cái tình hình ăn uống cũng như là cái sức khỏe cộng đồng hiện nay thì rất nhiều cái trường hợp bị mắc bệnh tai biến và đột quỵ rất là sớm, càng ngày càng trẻ hóa. Cho nên ngày hôm nay chúng ta sẽ được nghe anh Trương Anh Tuấn chia sẻ về cái vấn đề này và hãy dành những phím số 6 để chào mừng lên đây phần chia sẻ của anh Trương Anh Tuấn ạ. Xin mời anh. À, xin cảm ơn chị Trà Giang. Rất là vinh dự khi mà hôm nay tôi được mời lên để chia sẻ về một cái căn bệnh mà một cái căn bệnh thường là hiện tại trong cái cuộc sống của chúng ta hiện tại chúng ta mắc rất là nhiều và đang được trẻ hóa, gọi là cái căn bệnh nó được trẻ hóa. Dạ. Thời gian gần đây thì mọi người đã để ý rất là nhiều cái trường hợp bị đột quỵ đúng không ạ? Rất là trẻ. Có người thì 40, có người 45, có người Có để 60. nó phải qua vô học đó đấy. Thì ngày hôm nay thì tôi sẽ chia sẻ về cái căn bệnh đấy là tai biến mạch máu não, một nguyên nhân chính gây ra các hiện tượng đột quỵ. Sau đây thì tôi xin phép được giới thiệu qua bản thân một chút. Thì hiện tại tôi tên đầy đủ thì là Trương Anh Tuấn, hiện đang là Phó Giám đốc Đào tạo Kỹ thuật và Dịch vụ của Công ty Cổ phần Kinh doanh và Thương mại Bách Gia. Cũng là cái người mà làm về cái nghề y học cổ truyền, và chuyên thì tôi thì chuyên điều trị các cái chứng bệnh liên quan đến xương khớp, nhưng qua đó thì cũng có điều trị cho những cái bệnh nhân bị mắc cái chứng tai biến và phục hồi sau tai biến cho các bệnh nhân bị tai biến ạ. Tuổi năm nay thì còn có lẽ là còn trẻ so với cả nhiều cô chú anh chị ở trong phòng Zoom, thì tôi năm nay là 38 tuổi. Và sau đây thì tôi xin phép là chia sẻ một cái slide về cái căn cái chủ đề để ngày hôm nay. Và mọi người nhìn thấy trên màn hình thì là cái chủ đề ngày hôm nay đó là tai biến mạch máu não. Thế thì cái bệnh tai biến này thì chúng ta hiểu nó như thế nào? Thì vào cái đầu tiên có một cái câu nói mà của một cái bác sĩ người nước ngoài, tôi không nhớ tên, nhưng mà câu nói này nó là não không phải là mọi thứ, nhưng không có não thì mọi thứ nó sẽ cũng không có. Và cái bệnh tai biến này hiện tại trên các nước đang phát triển thì cứ 1 triệu dân sẽ có 2.400 người bị tai biến mạch máu não, và riêng Việt Nam thì tỷ lệ này mỗi năm có gần 200.000 bệnh nhân bị tai biến. Về theo điều tra dịch tễ năm 96 thì ba thành phố của miền Nam, trong đó có thành phố Hồ Chí Minh, với tỷ lệ bệnh là 6.060 bệnh nhân trên 1 triệu dân, thì con số bệnh nhân về tai biến rất là lớn đúng không ạ? Và ở trên thế giới thì ngay tại Mỹ thì cứ 45 giây thì có một người bị đột quỵ, và mỗi 3,1 phút thì có một người chết do đột quỵ, và hàng năm khoảng 700.000 người đột quỵ là thường bị tái phát lại, và 160.000 người chết mỗi năm, và 4 triệu người đột quỵ còn sống sót. Và nguyên nhân đột quỵ do tai biến cũng là một cái nguyên nhân mà gây tàn phế. Và thêm một cái nữa là như lúc đầu tôi có chia sẻ, đó là cái tỷ lệ tai biến và đột quỵ nó đang trẻ hóa dần nhỉ. Thì thêm một số cái số liệu là trong cứ 1 trong 4 người có thể bị đột quỵ nếu sống trên 85 tuổi. Có nghĩa là đây là mức độ trẻ lão ở tuổi người cao tuổi. Và 1 trong 5 giường trong bệnh viện thì sẽ có một dành cho người đột quỵ. Con số lớn nhất cho bất cứ nhóm bệnh nào. Đột quỵ ở người trẻ thì cũng tương tự như người già, 25% dưới 65 tuổi. Đó là một cái con số đáng báo động ạ. Và trên thế giới thì ở các nước thì họ thường thành lập những cái tổ chức chăm sóc đột quỵ, trung tâm đột quỵ, cái nhằm cái việc là giúp cho chúng ta giảm cái tỷ lệ tử vong
và cái các cái biến chứng do các bệnh tai biến và đột quỵ gây ra. Về phụ nữ và đột quỵ thì cái số lượng mà phụ nữ tử vong do đột quỵ thì nhiều hơn nam giới. Phụ nữ trên 30 tuổi hút thuốc và sử dụng estrogen hoặc là thuốc ngừa thai có nguy cơ đột quỵ cao hơn 22 lần mức trung bình. Thì đấy là một cái con số. Thì trên 80% đột quỵ có thể phòng ngừa được nếu chúng ta có phác đồ và được hướng dẫn. Thì chúng ta có thể phòng ngừa được cái bệnh tai biến và gây ra đột quỵ này. Thế thì đột quỵ não hay là gọi tai biến mạch máu não dẫn đến đột quỵ nó được định nghĩa như thế nào? Thì đột quỵ còn được gọi là tai biến mạch máu não là tình trạng não bộ bị tổn thương nghiêm trọng do quá trình cấp máu bị gián đoạn hoặc giảm đáng kể trong vài phút. Nếu không được cung cấp máu đủ máu, các tế bào não sẽ bắt đầu chết. Do đó người bị đột quỵ cần được cấp cứu ngay lập tức. Thời gian kéo dài càng lâu sẽ ảnh hưởng lớn tới khả năng vận động và tư duy của cơ thể, thậm chí là tử vong. Thì cái mọi người là thấy là nó rất là nguy hiểm đúng không ạ? Thì những cái phần tổn thương do đột quỵ não thì là những cái nguyên nhân là tổn thương do não đột ngột thứ nhất, và thứ hai là mất cái máu, mất cái dòng máu đến não do các cái cục máu đông hay là vỡ mạch máu não, thiếu máu, chảy máu não. Chảy máu não thì nó có hai dạng là chảy máu dưới màng não và chảy máu trong não. Thì cái hình phía góc bên phải là một hình trạng chảy máu não. Thế còn hình ở trên nó chính là cái hình là chảy máu ở màng nhện ấy, thì chính ở dưới cái màng não của chúng ta. Đột quỵ nói chung nó cũng là một cái bệnh lý về tim mạch, bởi vì tim của chúng ta là cái bộ phận cung cấp là van, nó như một cái van để cung là để tuần hoàn cái mạch, cái mạch máu của chúng ta đi toàn bộ cơ thể. Đó, từ não cho đến tất cả những cái bộ phận khác trong cơ thể. Thì là một đột quỵ thì là một bệnh lý về tim, nó ảnh hưởng trên động mạch và kết hợp với não. Thì đây là cái sơ đồ đấy ạ. Nếu như đột quỵ do mạch máu thì nó do tắc máu đông ạ, do vỡ mạch máu và một phần của não có thể không được tưới máu thì dẫn đến là mô não bắt đầu nó chết. Thì đấy là cái nguyên nhân do tai biến ạ, để dẫn đến tai biến. Thì trong cái hệ thống mạch máu não của chúng ta có các hệ thống tuần hoàn. Hệ thống tuần hoàn trước thì có động mạch não trước và động mạch não giữa. Hệ thống tuần hoàn sau thì có động mạch não sau, động mạch sống và thân nền. Động mạch sống nó chính là các cái đường từ bắt đầu nối từ xương sống của chúng ta xuống. Và cái phần thân nền là ở bắt cũng bắt đầu từ đốt sống C1 của chúng ta, là ngay gần phần bắt đầu não bộ. Nó đi xuống ạ. Thì ở đây nó phân loại ra là các cái nguyên nhân. Nguyên nhân đầu tiên là 85% các cái chứng đột quỵ và tai biến thì là do nhồi máu não đấy. Và thứ hai là 15% còn lại là do chảy máu. Thì 60% là sơ vữa mạch não, 20% là nhánh động mạch xuyên lỗ khuyết, 15% là đột quỵ do tim mạch và 5% là những cái vấn đề khác. Thì đây là một cái bảng biểu đồ về nguyên nhân các cái đột quỵ. Thì riêng cái phần nhồi máu não và sơ vữa động mạch là chiếm tỷ lệ cao nhất. Thế thì đột quỵ thiếu máu não là thế nào? 80-85% đột quỵ là do tắc cái mạch máu não dẫn đến nuôi các cái vùng không dẫn tắc mạch máu, cho đến là không dẫn máu lên nuôi các cái vùng não của não bộ. Ví dụ như là chúng ta bị các cái chứng là đông máu ạ, các cái cục máu. Thứ hai là gì ạ? Máu nó đi nhiều quá, cho là giảm tưới máu toàn bộ hệ thống, lưu lượng máu thấp hay là không có dòng chảy chu kỳ cách hồi, có nghĩa là gì ạ? Toàn bộ cái đường máu của chúng ta không lưu thông. Nguyên nhân chung nhỉ, máu huyết của chúng ta là không lưu thông, dẫn đến là những tình trạng là thiếu máu não. Hai, tiếp theo là đột quỵ xuất huyết. Là xuất huyết là do gì ạ? Vỡ cái mạch máu não, mà mạch máu trong não thì gây ra là xuất huyết dưới màng não hoặc là xuất huyết trong não.
thì những cái chấn thương nó gây ra những cái tổn thương do xuất huyết tế bào não thì gây ra các chấn thương trực tiếp đến tế bào não, bôi choáng và lan rộng, tăng áp lực nội sọ, phóng thích các chất trung gian co mạch, mất cung cấp máu phần xa. Có nghĩa là khi mà mạch máu của chúng ta bị vỡ ở trong vùng não thì sẽ gây ra những cái tổn thương như ở phía dưới. Về yếu tố nguy cơ của đột quỵ não hay là tai biến mạch máu não thì có yếu tố nguy cơ có thể điều chỉnh được. Ví dụ như là huyết áp của chúng ta cao, nguy cơ gấp 4 đến 6 lần, là bình thường là từ 120/80 và tăng là 140/90. Thì cái huyết áp này chúng ta cũng có thể là làm những cái phương pháp để chúng ta cân bằng huyết áp của chúng ta, thì giúp cho chúng ta là tránh cái nguy cơ. Thứ hai là rung nhĩ, là nguy cơ gấp 6 lần và thường gặp ở những người trên 65 tuổi. Do các cái bệnh là gì ạ? Bị các cái bệnh nền như là bệnh tim hoặc là rối loạn tuyến giáp. Hay là tỷ lệ tăng cái cholesterol trên 20mg. Và các cái nguy cơ không điều chỉnh được có nghĩa là gì? Do tuổi tác. Tuổi tác thì sau 55 tuổi thì nguy cơ tăng gấp đôi. Và do giới tính thì nam giới nguy cơ cao hơn nữ, nhưng chết ở nữ thì cao hơn nam. Và do gì ạ? Do yếu tố chủng tộc. Người Mỹ mà da đen thì nguy cơ gấp 2 lần người da trắng. Các cái nước như là Tây Ban Nha hay châu Á Thái Bình Dương thì cao hơn là người da trắng. Thì ngay bản thân chúng ta là đang ở vùng châu Á đấy ạ, thì cái nguy cơ của cái việc tai biến mạch máu não nó cao, rất là cao, đúng không? Và tiếp theo nữa vẫn là các nguy cơ là những cái người mà mắc cái chứng như là tiểu đường, những người hút thuốc lá, người uống rượu và người béo phì. Béo phì thì sẽ gây ra tăng nguy cơ tăng huyết áp, tăng cholesterol trong máu và gây ra bệnh tiểu đường, thì cũng có thể gây ra các chứng tai biến mạch máu não và đột quỵ. Thì các nguy cơ và không điều chỉnh được thì cũng lại có thêm nữa là gì ạ? Do tiền sử gia đình. Có nghĩa là trong huyết thống, nếu như một người trong gia đình chúng ta có người mà có tiền sử bị đột quỵ, bị tai biến thì chúng ta cũng có thể là cũng có nguyên nhân nguy cơ bị tai biến. Tiền sử đột quỵ hay thiếu máu não thoáng qua. Thiếu máu não thoáng qua là như là thỉnh thoảng chúng ta thấy xây sẩm này, rồi là thấy chóng mặt, thì đấy là cũng là những cái biểu hiện mà chúng ta cần phải chú ý khi chúng nó xuất hiện trên cơ thể. Loạn sơ cơ, mô sơ phát triển thành động mạch hẹp 75% ở động mạch thận, nguyên nhân chưa rõ, do gia đình, do hút thuốc, do yếu tố nội tiết. Thì cái phần thận tại sao là được nhắc đến ở đây, nó chả có liên quan gì đến não hay không. Thì thực ra trong cơ thể chúng ta, quả tim nó là một cái bộ phận là gì ạ, nó như một cái nhà máy bơm ấy, để nó tạo cho cái hệ tuần hoàn máu của chúng ta được lưu thông. Nhưng quả thận mới là bộ phận, phần thận nó mới là cái phần sinh ra khí và huyết cho cơ thể. Chính vì vậy nếu như mà thận có vấn đề thì là sẽ không sinh huyết, và nó không sinh huyết được thì tim nó cũng không hoạt động bình thường được, dẫn đến là máu, tim mà không hoạt động thì máu nó sẽ cũng không bơm được đến các bộ phận khác trong cơ thể, cũng như là không bơm được máu lên trên não, cũng gây ra tình trạng là tai biến. Thì đi triệu chứng của đột quỵ thì là gì? Chúng ta hãy để ý những cái này, cái phần này là phần rất là quan trọng của chúng ta, nó sẽ giúp cho chúng ta làm sao cấp cứu nhanh. Đấy. Để chúng ta có thể xử lý nhanh những cái trường hợp mà bị đột quỵ do tai biến, đúng không ạ? Thì các triệu chứng thì triệu chứng đầu tiên là đột ngột thấy tê tay hay là yếu mặt, yếu tay chân, đặc biệt là liệt nửa thân. Có nghĩa là khi cơ thể của chúng ta đột ngột là thấy tê hoặc là yếu, ví dụ như một nửa mặt của chúng ta cảm giác bị tê hoặc không có cảm giác, hoặc là một mặt của chúng ta bị co kéo, méo, thì đấy là cũng là cái triệu chứng đầu tiên. Thứ hai là đột ngột lú lẫn, rối loạn lời nói hay hiểu biết. Có nghĩa là gì? Chúng ta cảm giác là chúng ta đang ngồi với cả một nhóm người chẳng hạn, khi mà chúng ta cảm thấy là chúng ta vẫn nghe người ta nhưng mà chúng ta không hiểu cái gì cả, hay là chúng ta nói mà nó không thể nào nói rõ đấy, hay là chúng ta không biết là lúc này chúng ta đang nói cái gì, thì đấy cũng là một cái biểu hiện do thiếu máu, do tai biến.
đột ngột rối loạn thị giác hay một hay cả hai mắt, bởi vì có những trường hợp là cái hiện tượng tai biến nó xảy ra khi mà một mắt của chúng ta có thể là không nhìn thấy gì, chúng ta nhìn thấy một bên, hay người ta gọi là mù một bên mắt ấy. Hoặc là rối loạn thị giác là chúng ta thấy mờ mắt, thấy gọi là cảm giác nhức mỏi, gây không thể nhìn rõ được, thì đấy cũng là một cái biểu hiện triệu chứng của đột quỵ và tai biến mạch máu não. Hay là đi lại khó khăn, loạng choạng mất thăng bằng, hay là phối hợp động tác nó không khớp. Ví dụ là đang đứng là tự nhiên chúng ta thấy loạng choạng và chúng ta thì chóng mặt, mất thăng bằng, không thể đứng nổi, thì đấy cũng là một cái hiện tượng, cái triệu chứng của tai biến. Tiếp theo là đột ngột đau đầu nhiều và không rõ nguyên nhân. Đó. Cái trường hợp này thì rất hay xảy ra và mọi người thường không để ý. Thường là chúng ta đau đầu là chúng ta hay nghĩ đến những cái việc là gì ạ? Chúng ta bị trúng gió hay chúng ta bị tác động bởi một cái yếu tố ngoại quan nào khác, và chúng ta thường là đi mua thuốc giảm đau ngay, đúng không ạ? Uống thuốc giảm đau để giảm đau, thì nó sẽ không nó chỉ giải quyết được cái vấn đề là giảm đau ngay lúc đấy, còn cái nguyên nhân tiềm ẩn thì nó lại sẽ không được giải quyết. Và khi mà chúng ta cảm thấy vài ngày, 3 ngày, 4 ngày mà chúng ta cứ thấy đau đầu, đau nhiều và không rõ, cả uống thuốc rồi cũng không hết, cứ uống vào nó hết một lúc sau lại bị, thì chúng ta nên phải đi khám ngay để xem, để có thể là kịp thời ngăn chặn cái tình trạng là tai biến mạch máu não và dẫn đến đột quỵ. Thì khi mà chúng ta đi khám, chúng ta có những biểu hiện đó thì đi khám thì sẽ có những cái hình thức khám nhanh, hoặc là chúng ta có người nhà bị thì chúng ta cũng có thể khám nhanh bằng cái phương pháp FAST. Đó. Thì đầu tiên chữ F ý, nó là chữ face, face là mặt. Thì chúng ta nhìn trên mặt bệnh nhân, nhìn trên mặt người nhà của chúng ta, nếu có biểu hiện là sệ một bên mặt trong khi cố gắng cười, thì là cái yếu tố đấy chúng ta cũng phải xử lý ngay. Thứ hai là tay. Thì khi mà chúng ta kiểm tra, chúng ta đưa tay của bệnh nhân, chúng ta yêu cầu bệnh nhân là đưa tay, hai tay giơ thẳng lên trên không hoặc là giơ ra đằng trước, và thấy một cánh tay thấp hơn, một cánh tay không thể nhấc cao, hoặc là hai cánh tay không bằng nhau, một bên thấp một bên cao, thì đó cũng là biểu hiện của tai biến. Thứ ba, speech là lời nói. Lời nói thì chúng ta có thể hỏi, nói và yêu cầu họ nhắc lại một câu đơn giản. Đấy, hoặc là nói lắp lại, thì họ có cái biểu hiện là gì ạ? Khó nói này, hoặc nói lắp, hoặc là nói một cách không phản xạ, không khiến chúng ta không hiểu, thì đấy cũng là biểu hiện của việc thiếu máu lên não, nó dẫn đến tai biến. Và cái thời gian, thì thời gian được đột quỵ được tính từng giây và từng phút. Nếu phát hiện được bất cứ dấu hiệu nào thì một là sẽ, việc đầu tiên là nếu như chúng ta chưa có kiến thức về xử lý cấp cứu tai biến thì chúng ta gọi cấp cứu là 115 hoặc là dịch vụ y tế cấp cứu tại địa phương ngay lập tức. Còn nếu chúng ta có những cái phương pháp, những cái kiến thức để xử lý cấp cứu thì chúng ta cũng phải xử lý cấp cứu ngay tại chỗ để cho bệnh nhân giảm được cái nguy cơ nguy hiểm. Sau đó thì chúng ta đưa bệnh nhân vào bệnh viện. Đó. Thì đột quỵ do tai biến mạch máu não điều trị thì ra làm sao? Thì điều trị đột quỵ do thiếu máu nó sẽ có rất là nhiều phương pháp điều trị. Điều trị có rất là nhiều cái cách điều trị và nó có rất là nhiều cái biểu hiện của việc tai biến. Tai biến thì nó có tai biến thiếu máu, đúng không ạ? Do thiếu máu não cấp. Thì điều trị bằng cách là gì ạ? Làm thông chỗ tắc và phục hồi dòng chảy bằng phương pháp đả thông kinh lạc. Đây, nói qua một chút với cả các cô chú anh chị là cái phương pháp đả thông kinh lạc là một cái phương pháp của Trung Quốc, nó có từ rất lâu đời và những năm gần đây thì nó được ứng dụng rất là nhiều, bởi vì nó là một phương pháp điều trị không phải xâm lấn, không xâm lấn, cho nên là, và nó cũng giúp cho các cái tình trạng như thiếu máu hay là bị gây tắc nghẽn hay là bị máu không lưu thông, nó giúp cho cơ thể của chúng ta điều hòa và cái sức đề kháng cho tốt lên, khỏe lên. Thì cái điều trị ở đây là bằng cái phương pháp là đả thông kinh lạc, là một cái phương pháp mà bản thân là tôi cũng hay sử dụng cho tất cả những bệnh nhân bị tai biến, mới tai chớm tai biến,
rồi là những bệnh nhân phục hồi sau tai biến, những cái bệnh nhân đã bị tai biến rồi nhưng phục hồi bằng phương pháp này cũng rất là có hiệu quả. Đấy. Tiếp là điều trị biến chứng. Điều trị biến chứng chính là cái điều trị phục hồi sau tai biến. Thì thường những cái người bị tai biến mạch máu não thì sau khi mà họ bị và họ điều trị ở đi ở viện về thì thường là sẽ bị những cái trường hợp như là liệt nửa người, đúng không ạ? Không nói được, một bên co rút lưỡi hay là tê liệt tay, liệt chân trái hoặc phải, hoặc là có người liệt toàn bộ chi dưới, hoặc là có người liệt chi trên. Đấy là cái cách điều trị thì cũng dùng phương pháp đả thông kinh lạc và vật lý trị liệu kết hợp với cả bấm huyệt. Và tiếp theo là phòng ngừa. Phòng ngừa thì bằng cách là gì ạ? Chúng ta phòng ngừa các cái bệnh tai biến này bằng cách là chúng ta sử dụng ăn uống, luyện tập để làm sao là chúng ta có những cái, chúng ta có cơ thể nó được khỏe mạnh, cũng như là tránh những cái tình ăn uống những cái chất nó không tốt. Và đặc biệt là những người có nguy cơ thì nên phải ăn uống như thế nào cho nó hợp lý, thì sẽ có ở phần hướng dẫn về dinh dưỡng phía slide tiếp theo. Thì cái cách mà xử lý cấp một ca đột quỵ do thiếu máu não thì chỉ với những trường hợp mà vỡ mạch máu não, bệnh nhân đột nhiên ngã quỵ hôn mê, và thường xảy ra với những bệnh nhân có tiền sử tim mạch hoặc là huyết áp cao, hay là những bệnh nhân tiểu đường, thì thường là chúng ta phải cấp cứu bằng y học hiện đại và chúng ta đưa vào viện. Các trường hợp tai biến do co thắt mạch có thể xử trí bằng bấm huyệt, là những cái trường hợp mà không phải là bị các cái vấn đề về tim, cũng như là không bị các cái bệnh như là bị bệnh tiểu đường hay là có tiền sử về huyết áp cao, thì chúng ta có thể xử lý bằng cách là gì ạ? Bấm huyệt. Hiệu quả thì rất là cao và không để lại những cái di chứng. Tùy theo từng bệnh nhân thì có thể là nó khỏi sau vòng một tuần, cũng có thể là ngắn hơn và cũng có thể là dài hơn một tuần. Dấu hiệu nhận biết là của cái trường hợp là co thắt mạch máu não do xoăn chèn ép, bệnh nhân thấy triệu chứng là đau đầu, buồn nôn, hoa mắt, chóng mặt, dẫn đến liệt nửa người hoặc là liệt hoàn toàn. Thì cái trường hợp này là trường hợp gì ạ? Trong một bình thường chúng ta đang sinh hoạt bình thường và chúng ta có cảm giác là gì ạ? Đau đầu, chóng mặt, hoa mắt. Hoặc là cảm thấy tay của chúng ta, một tay yếu hơn tay còn lại, lực cầm rồi là hoạt động cảm thấy nó không thuận như bình thường, thì đấy là những cái trường, cái biểu hiện của những cái người là bị co thắt mạch máu não. Thì cái trường hợp này chúng ta sử dụng bấm huyệt và đả thông kinh lạc thì sẽ với tôi thì hay điều trị cho những cái trường hợp như thế này thường là khoảng 5 buổi đả thông kinh lạc, thì là sẽ giúp cho họ giải quyết được hoàn toàn những cái triệu chứng trên và tránh được những cái biến chứng nếu như người ta không chưa sự được xử lý. Thì trong cái phương pháp bấm huyệt và thông kinh lạc thì thường là gì ạ? Để cấp cứu thì chúng ta thường là bệnh nhân thường là hay hôn mê và bất tỉnh. Thì chúng ta thường là bấm huyệt nhân trung, đúng không ạ? Huyệt nhân trung chính là cái huyệt mà nằm ở ngay dưới mũi và phần giữa, ở giữa môi trên và mũi của chúng ta, thì bấm ở giữa cái nhân trung của chúng ta, day về cái nhân trung đó, day một lúc thì bệnh nhân sẽ tỉnh. Hai là chúng ta có thể trích huyệt thập tuyền. Đó, trích huyệt thập tuyền là chính là ở đầu 5-10 đầu ngón tay của chúng ta, thì chúng ta trích cái máu ra. Mỗi một lần trích chỉ lấy một cái kim trích nhẹ cho cái nặng máu ở 10 đầu ngón tay ra được khoảng mỗi ngón là một giọt máu, thì cũng là cách để cấp cứu. Thứ hai, nếu bệnh nhân có hiện tượng biết đau nhưng chưa vận động được, có cảm giác nóng lạnh, thì bấm huyệt đại đôn, hành gian, thái trung ở rãnh khe xương bàn và xương bàn tay và hai xương bàn chân. Thì cái huyệt thái ở đây là chắc là đánh nhầm đấy, thái xung mới chuẩn. Thì ở rãnh khe xương bàn 1 và xương bàn 2 của bàn chân, thì cái huyệt thái xung đấy nó nằm ở giữa cái phần trên, ví dụ đây là bàn chân thì cái ngón cái và ngón cạnh ngón cái, thì cái phần giữa đấy nó sẽ có huyệt ở dưới là huyệt hành gian và ở trên đấy một chút là huyệt thái xung, thì chúng ta bấm vào những cái huyệt đó thì cũng giúp cho bệnh nhân là tỉnh và cấp cứu được cái trường hợp mà khi họ bị hôn mê bất tỉnh. Sau khi bệnh nhân co được chân lên kêu đau nghĩa là có tiến triển tốt. Nếu bệnh nhân không co được chân, không biết đau là tiên lượng xấu, có thể dẫn đến tử vong. Thì cái trường hợp mà khi chúng ta xử lý cấp cứu rồi mà chưa thấy bệnh nhân có biểu hiện gì gọi là phục hồi thì chúng ta phải gọi ngay cấp cứu. Còn nếu trong trường hợp mà bấm
những cái huyện đấy họ bắt đầu là có các cái hành động, họ là có những cái phản xạ. Rồi thì chúng ta tiếp tục bấm các cái huyệt vùng chân, ví dụ như huyệt túc tam lý, huyệt dương lăng tuyền, huyệt tam âm giao, huyệt nội quan ở tay, hoa đà giáp tích và phong trì, có nghĩa là khu vùng cổ, huyệt thận du và huyệt thần môn. Tất cả những cái huyệt này thì nó đều giúp cho khí huyết của chúng ta, cái đường máu của chúng ta lưu thông tốt toàn bộ cơ thể và lưu thông được máu lên trên não. Đấy là những cái huyệt cơ bản để chúng ta có thể cấp cứu một ca đột quỵ thiếu máu não. Thì phòng ngừa do đột quỵ do tai biến mạch máu não thì chúng ta luôn luôn chúng ta phải kiểm soát được cái huyết áp của chúng ta. Thì làm sao? Nếu như trường hợp huyết áp cao hoặc huyết áp thấp thì huyết áp của chúng ta trung bình là từ khoảng 120/60, đúng không ạ? Nếu như vượt quá ngưỡng hoặc là lên quá cao hoặc là xuống quá thấp so với ngưỡng trung bình thì chúng ta cũng cần phải để ý. Chúng ta hạ thấp lượng cholesterol bằng cách là không ăn những cái đồ quá nhiều dầu mỡ, không hút thuốc, duy trì trọng lượng cơ thể bằng cách là chúng ta ăn uống và luyện tập thể dục thường xuyên và không sử dụng những cái chất ma túy bất hợp pháp. Trong cái điều trị tai biến và hậu tai biến thì bằng cái phương pháp đả thông kinh lạc, thì ở đây cũng nói qua là nguyên tắc sơ cứu, đúng không ạ? Như lúc trên là tôi cũng nói rồi. Và các ở đây tôi cũng sẽ nói thêm một cái là các huyệt thường dùng trong phục hồi. Có những người là bị tai biến nhưng họ đã bị tai biến rồi, họ đã dẫn đến các biến chứng như là méo mồm này, liệt tay này, liệt chân, thì sẽ có các cái phương pháp, những cái huyệt, những cái đường kinh lạc để chúng ta phục hồi lại cho họ, thì để cho họ có thể là gì ạ, phục hồi lại gì ạ? tay và chân, mặt họ không bị méo này, hoặc là tay của họ không bị liệt nữa, và họ có thể vận động tay cầm nắm lại như trạng thái ban đầu. Đấy. Thì điều trị bại liệt do di chứng tai biến mạch máu não liệt nửa người là phương pháp khu phong tán hàn, trừ thấp, thông kinh hoạt lạc, bổ gan thận. Nếu có méo mặt mồm, liệt dây 7, dây thần kinh số 7 thì chúng ta bấm các cái huyệt địa thương, giáp xa, nghinh hương, ế phong, tình minh, nhân trung, thừa tương, đầu duy, bách hội. Đấy. Bấm một ngày một lần, bấm 15 ngày, nghỉ 2 ngày. Đấy là cái liệu trình bấm huyệt và đả thông kinh lạc với những cái người bị to di chứng và bị liệt mặt. Bệnh nhân lâu thì bấm tuần 2 lần, đến khi khỏi thì thôi. Kết hợp với các cái thủ thuật như là xoa, miết, phân hợp, véo, ấn, bấm. Trình tự xoa bóp bệnh nhân có thể nằm hoặc ngồi và thầy thuốc xoa bóp theo thủ thuật. Thời gian là từ 10 đến 15 phút ở vùng mạch. Đấy, đối với những bệnh nhân bị nặng. Thế còn với những cái vùng lưng và chi dưới thì điều trị liệt nửa người thì thường là day ấn huyệt các vùng như là vùng thận du là ở thắt lưng, mệnh môn, xoa bóp bấm các vùng ở chân, xoa bóp vùng mông đùi, cẳng chân, bàn chân, day các huyệt trên đường đi của thần kinh tọa. Dây thần kinh tọa của chúng ta thì sẽ bắt đầu từ đốt sống L5. Đi xuống dưới mặt sau của đùi và xuống dưới lòng bàn chân, và thêm một cái đường nữa, đó là đường bên cạnh phía đùi của chúng ta, nó sẽ đi thành hai cái đường, dây thần kinh nó sẽ đi hai cái đường đó. Dây thần kinh tọa thì hay còn gọi là dây thần kinh hông to đó. Đi theo kinh bàng quang, theo kinh bàng quang của chúng ta sẽ đi từ huyệt phong trì kéo thẳng xuống dưới lưng, thì nó sẽ có đường kinh nội bàng quang và ngoại bàng quang, chúng ta đi hai bên đường, hai bên dọc cột sống lưng của chúng ta. Đấy. Rồi là kết hợp mà day bấm các cái huyệt như hoàn khiêu, trật biên, thừa phù, ủy trung, thừa sơn, côn lôn. Day bóp, rồi dùng các cái thủ thuật như là day, rồi bóp, rồi lăn, rồi vờn, vận động, rung về các ngón chân trong khi day và rung tạo ra một làn sóng cảm giác kích thích từ huyệt về vỏ não. Phương pháp mà chúng ta bấm huyệt là kích thích cái não của chúng ta sinh ra những cái chất để nó về nó vá lại những cái tổn thương của cơ thể bất kỳ ở một cái bộ phận nào. Thì chúng ta dùng các kích thích như là bấm huyệt hay là day lắc để tạo cái chất, cái kích thích để não nó xuất ra cái chất để chữa lành cho cơ thể. Đấy là cái cơ chế của cơ thể của chúng ta. Và cái phương pháp bấm huyệt, xoa bóp bấm huyệt và đả thông kinh lạc chính là kích thích cái cơ chế tự chữa lành của cơ thể để giúp cho người bệnh khỏi bệnh và những người bình thường như chúng ta có một cơ thể khỏe mạnh.
Người nếu mà người mà bị yếu gầy thì dùng các cái bổ pháp thủ thuật nhẹ nhàng chậm rãi theo các cái đường kinh đường theo các đường kinh lạc. Với những người mắc bệnh cấp tính, người khỏe thì làm tả pháp nhanh mạnh, người béo thì làm tiêu đàm trị thấp. Bấm thêm các huyệt phong long. Sau khi xoa bóp và điều trị thì khuyên chúng ta yêu cầu bệnh nhân là ăn uống và tập luyện điều độ để tránh tái phát. Khuyến cáo hiện nay thì chăm sóc tổng quát, vận động sớm nhẹ nhàng có hiệu quả cho bệnh nhân. Ví dụ là trong cái thời gian họ chúng ta điều trị hoặc là trong chúng ta trong thời gian chúng ta điều trị các bệnh tai biến thì chúng ta vẫn là, nên là cố gắng làm sao là vận động nhẹ nhàng khi chúng ta có thể là cảm thấy là tay chân rồi là những cái bộ phận trên cơ thể nó bắt đầu nó có dấu hiệu phục hồi thì chúng ta nên vận động nhẹ nhàng. Đó. Giúp là gì ạ? Vừa giúp chúng ta ngừa các chứng bán cấp trong đột quỵ, cộng thêm là điều trị các cái bệnh phối hợp như chúng ta mắc cái bệnh các cái bệnh khác như tim hay tiểu đường thì chúng ta cũng kết hợp điều trị cùng lúc. Sớm thì sớm có kế hoạch can thiệp để ngăn ngừa đột quỵ và đột quỵ tái phát bằng phương pháp đả thông kinh lạc và xoa bóp bấm huyệt. Thì ngay bản thân những người trẻ, bởi vì ngay phòng khám của tôi khi tại phòng khám tôi công tác thì có rất là nhiều những cái người bệnh nhân hoặc là những cái người mà họ đến để họ làm thủ thuật xoa bóp bấm huyệt hay đả thông kinh lạc mặc dù họ không có những cái triệu chứng, không có những cái bệnh lý nền nhưng họ vẫn làm đả thông kinh lạc để giúp cho cơ thể khỏe và lưu thông khí huyết, lưu thông thì sẽ dẫn đến là ngăn ngừa những cái nguy cơ rất là nhiều đối với nhiều bệnh chứ không chỉ riêng gì bệnh tai biến mạch máu não. Thứ hai đó là gì ạ? Về phần dinh dưỡng đối với những người mà bị tai biến mạch máu não thì với phần ăn uống, ăn thì chúng ta ăn các loại rau, các loại cá, các loại rau xanh, trái cây tươi, các thực phẩm giàu chất xơ. Bên cạnh đó thì có một số các cái thực phẩm mà những người bị tai biến nên không nên ăn và tránh ăn. Đó là gì ạ? Không ăn nhiều muối, không uống bia rượu, thuốc lá và chất kích thích. Đặc biệt là các cái thực phẩm chứa nhiều chất béo. Khi mà chúng ta ăn các cái thực phẩm mà có nhiều chất béo ấy, thì nó sẽ gây ra những cái tình trạng là thừa tỷ lệ cholesterol ở trong máu ấy, nó tăng. Nó tăng thì nó sẽ gây đến các cái trường hợp như là máu nó bị vón cục, nó gây tắc nghẽn mạch máu, nó không dẫn đến là máu nó không lên não, thiếu máu não hoặc là nó sẽ làm phình các cái động mạch. Thì cũng sẽ dẫn đến là cái nguy cơ là bị tai biến mạch máu não. Trên đây thì là tôi vừa mới chia sẻ về những cái nguyên nhân, định nghĩa, rồi là những cái triệu chứng cũng như là các cái phương pháp bằng phương pháp điều trị bằng phương pháp đả thông kinh lạc xoa bóp bấm huyệt để điều trị để phòng ngừa cái bệnh tai biến mạch máu não. Thì xin cảm ơn tất cả sự theo dõi của cô chú anh chị.